Rồi, hello nha anh em. Chúc anh chị em ngày mới đầu tuần thật là nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc nha cả nhà. Sau đây em sẽ cập nhật xe ngày mới. Anh chị em quan tâm xe nào liên hệ bên em để ủng hộ nhé. Giá cả thì em có báo và ghi hết trên yên luôn nha cả nhà. Ai xem xe nào thấy hợp lý hoặc là phù hợp với cái mục đích nhu cầu sử dụng của mình thì liên hệ em để ủng hộ nha chị em ơi. Rồi, dãy đầu xe tay ga nha anh chị em mình. Giá trên yên ha. Em khỏi báo để đỡ tốn cái thời lượng của video, thì đảm bảo cái thời lượng phù hợp mình xem nó đỡ chán. Còn cái nào chưa gành chưa rõ thì anh chị em có thể liên hệ nhân viên bên em để gặp trực tiếp để trao đổi về chất xe nha anh chị em. Này cấp 90. À, giá mới ghi trên yên hết rồi. Tem lửa ha, rất là đẹp. Xe mua vậy là mấy chục triệu, bán chưa đủ tiền tròn. Ai có điều kiện à, có nhu cầu mua xe này về xài khỏe, khỏi đầu tư gì nữa hết, đẹp sẵn. Rồi này 112.000 nha nè. Xe này thì mấy cái máy mà xe mà 5X, 6X, cả 7X luôn, coi chừng không lại nó. Cái tiếng máy đó bồ nổ nghe giòn, máy đó cái hơi nó ra rất là nhẹ. Con này Rojan hải quan chính ngạch. Xe đó biển Cần Thơ, bao hồ sơ cho năm xa. Lốc đen. Thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng nha anh em. Đối với cái thời đại 4.0 này, một cái mạng xã hội mà được người ta quan tâm, người ta theo dõi rất là vui. Winner rất là đẹp vậy nè. Tại vì bây giờ rất là nhiều kênh, rất là nhiều cái sự lựa chọn cho người xem á nè. Mà cái kênh của mình mà được người ta quan tâm là rất là vui. Chứ không như cái thời xưa của tuổi thơ của mình. Tuổi thơ mà 8X nhỏ nhỏ của mình. Coi cái gì là phải đợi. Rất là muốn coi cái gì rất là cực khổ nè. Tivi phải kẹp bình. Phải đi là nhỏ, phải ngồi trước. Ngồi dưới đất á. Đón đợi xem bộ phim Tây Du Ký hay là bộ phim Hoàng Châu Công Chúa Châu Cách Cách vậy đó. Còn bây giờ thì thôi khỏi đâu, lên YouTube search ra hết. Sợ không có thời gian coi. Giá cho điên nha cả nhà. Có cái giá cho điên á, em nói chuyện ngoài lời nghe chơi nó vui. Có nhiều anh em nói phép bán xe không lo quay xe là nói chuyện tào lao. Nó nhiều lúc mình suy nghĩ bán xe, chị có biết bán xe không thì nó nhàm chán lắm anh em. Bởi vì mỗi người có một cách làm, đâu ai giống ai được. Mình đừng có nên nói như vậy nha anh em. Bây giờ bán hàng không phải là mục đích là bán hàng nữa nha anh em. Bán hàng là phục vụ, bán hàng là niềm vui, bán hàng là trao giá trị cho khách hàng.
xem khách hàng là một đối tác ha, chứ không phải xem khách hàng là một con mồi đó. Nói cho cố vô rồi bán rồi lấy đồng tiền ra rồi bắt đầu là đưa cái xe tầm bậy tầm bạ cho người ta, ta xài về hư hỏng rồi xe là té ngã bắn dậm, xe dựng xe kêu là đại tu đại tai tùm lum tùm la, thấy không? Bán hàng hoặc là kinh doanh phải kết hợp với niềm vui nó mới hay chứ anh em, chứ anh em làm mà chỉ biết mà lấy đồng tiền với biết bán hàng thôi nó không có động lực làm đâu. Tại vì mình làm mình mua bán là bán cả đời mình á, chứ nó phải bán ngày nghỉ mai nghỉ đi Mỹ đâu mà, thấy không? Cứ từ từ không có gì hết, bởi giá mini nói chuyện nghe chơi cho mình thấu hiểu với nhau á nè, thấu hiểu với nhau đó dễ gần gũi hơn. Tại vì ở đây phép mua bán ở đây hầu như là chủ yếu là bán trên online nhiều, dựa trên uy tín và cái niềm tin với nhau thôi. Chứ anh em thấy rồi, xe em khi vài chục đôi ba trăm triệu anh em ta chuyển khoản bật cho phép, thậm chí người ta còn chưa biết mặt của em là phép xe máy là thằng nào nữa, nghe giọng nói ghê. Rồi là ở xa cái hàng trăm cây số đó, thậm chí là của người chưa từng bước chân đến Kiên Giang chứ đừng ở 8.000 ở chỗ em đó. Bởi vì bán hàng là như thế đó, là trao giá trị ha, là trao niềm tin cho nhau, gửi gắm niềm tin cho nhau. Tại buổi 4.0 này là nó vậy đó anh em, phải không? Cả phép cũng vậy luôn, nó cũng hay mua hàng trên online. Mà thời đại bây giờ á, nói là anh em mà nhà không khéo ha, là mua bắt cái hàng trên online á, anh em coi lên thử coi, mấy đứa trẻ mà là có cái thói quen hay mua đặt hàng online đó là nhà bỏ tùm lum hết trơn. Chính nhà của em nè, em mua cái gì khi á còn trong thùng em chưa khui ra nè, trong khi shipper nó giao rồi mình quên nữa đó. Tại vì thời đại là thời đại của nó mà anh em, chứ không phải như cái thời đại mà hồi xưa mua gì là phải trực tiếp đi tới. Em làm miếng vườn bên kia, thấy em mua cây chôm chôm, em mua cây bòn bon, em mua cây dâu cái gì đó không con, nho vậy đó, em mua đặt online không? Nhiều khi bà xã với chị vợ bữa đó chở bà đi làm đẹp đó, bà nói ở đây người ta bán nhóc cho mấy cây giống vòng vòng đây không chịu lợi mà lựa, mà là mua trên mạng. Ta nói trời ơi, thời gian đâu mà lợi đó, ngồi lựa rồi gặp cây này cái đâu khoái, cây kia nọ, cây mua gì đóng rồi tung tiền nữa, thấy không? Đó, thà giờ được lướt trên Facebook, trên YouTube, thấy người ta bán món nào thấy gì nó thích hợp, nó phù hợp thì mình mua thôi đó, mình khỏi phải đi. Rồi bà nói tốn tiền ship, vậy chứ bà đi tới chạy giống bà không đổ xăng à, xăng 30.000 lít rồi, phải không? Nó gọi là gì, thời đại nào theo thời đại đó, thì cái nào nó cũng có ưu nhược điểm hết trơn. Khi lợi chạy giống thì gặp cái này kia thích, gặp cái kia thích, mua chợt cho cái đống không có chỗ trồng thì không có thời gian chăm hết chứ đó. Cái đó là mình cái liên hệ thực tế ở ngoài nó vậy đó. Những khách hàng mà thân thuộc có phép á, anh em mua đi rồi mua lại, mua đi mua lại hoài, thậm chí rồi xong rồi nhà dư xe dư cái nào được phép cho anh gửi lại bán lại cho anh thì cũng phép cũng thu lại thôi đó. Hoặc là xe nhà của anh em bán cứ liên hệ Zalo phép rồi làm việc trên Zalo thôi đó. Cái chỗ em buôn bán sau thì em không cần mấy anh hơn em làm gì đâu, chỉ cần giống như em là em vui rồi đó. Xe ví dụ như anh muốn bán cho em, gửi đúng chất xe, đúng như tả, đúng như em làm sao với mình làm y vậy là em mừng rồi, chứ em không cần hơn gì hết á. Chứ bán xe mà xe gắn máy mà anh em biết rồi, cứ quay cà phớt dàn lông không á thì đâu có ăn thua được anh em, đâu có nhìn ra được cái chất xe mà mình để mình cho nó cái giá trị chính xác được. Nói em thử nghĩ đúng không? Đó, cái dàn áo dàn lông thì nó giống như bộ đồ mình mặc ngoài da mà, đâu biết thấy thẹo thấy lỗi thấy dít gì ở trong đó trong người đâu, đó đâu thấy nám thấy lông ben lắc biến gì trong người đâu, đúng không? Chỉ cần cởi bộ đồ thấy thẹo với lông ben lắc biến không bỏ chạy giống như xe vậy thôi đó. Cái bộ nhựa đó là cái quần áo đó vậy,
xe cộ á, là quay như trường rồi không gầy, em luyện cho tụi nó quay video, quay xe là phải quay cái cục máy dằn bạc sơn ốc nó, rồi phân tích cho anh em người ta, người hiểu thì người ta hiểu thêm, hoặc là người ta có thể là coi để đó, còn cái người nào nhiều anh em ta chưa hiểu để cho người ta biết. Bán hàng bây giờ cả đầu đậu khách hàng đó nha anh em đó, em làm cái điều này là từ rất lâu rồi, bởi thỉnh thoảng em rảnh thì em quay một chiếc xe ra là lúc nào mới chứ đó. Đó em chỉ anh em coi từ cái đường ron, từ con ốc đó, ốc cắn, ốc zin, ốc mà kêu là nó dập theo cái kiểu bị tác động mà ngoài mong muốn rồi, hay là nó bị những cái đường bo của hãng này kia, rồi em chỉ giá đi nha em, 21 triệu đều à, 4 chiếc này em chỉ cái đường bo của hãng em chỉ hết á, tại vì khi anh em muốn xem thôi, chứ em không có làm cái tiêu đề riêng, bữa nào xuyên xuyên này kia đó hồi trước hay làm cái xuyên thì làm riêng cho anh em thôi, chứ ít có làm riêng, làm cái tiêu đề riêng biệt vậy mà có luôn á, cũng có làm tiêu đề riêng chỉ anh em coi này cái đó, nói chung khả năng em biết nhiêu em chỉ nhiêu, chứ nó thật sự với anh em không phải thầy bà hết trơn á nha anh em đó. Tại vì trong quá trình làm nghề thì mười mấy năm rồi mình va chạm đụng chạm rất là nhiều rồi nè đó, giờ thế hệ giờ tấp em tấp cháu mình nó cũng mở cửa hàng nhóc hết trơn đó, giờ mấy nhỏ nhỏ giờ mấy anh em đồng con của mấy anh em đồng nghiệp khác bây giờ nó cũng ra nó làm riêng, thì mình trải nghiệm mình cái kinh nghiệm mình có nhiêu thì mình chia sẻ nhiêu, ví dụ cái nào mình chặt mình sai thì anh em đóng góp cũng có trong comment đó đó. Cái đó là cái công tác đào tạo đó, cả cái phần cầm đồ cầm điếc thì em cũng chia sẻ hết trong đó rồi, chứ đâu có giấu giếm đâu nè, đào tạo khách hàng, trao giá trị cho khách hàng, trao cái niềm tin cho khách hàng. Bây giờ cái khoảng cách không vấn đề đâu, anh em đừng có mà ở Sài Gòn hay Bình Dương hay là các tỉnh miền ngoài, anh em điện em nói, alo anh ở đâu vậy, em ở Kiên Giang anh ơi, cái anh em cúp máy cái tút tít 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 xa quá tít 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 cứ nghĩ không là không, bây giờ khoảng cách không vấn đề đâu đó, vấn đề là mình có tin tưởng nhau không hay thôi, còn cái vụ xa bây giờ ở đâu mà ship không được, ship toàn quốc, ship toàn quốc, ship code, ship gì có hết nha anh em. Utamid đẹp quá, vỏ còn cặp này neo FI này, máy Thái, đẹp máy Thái custom 790 Nova, nó Nova em nhớ vấn đề xăng, xăng bữa nay nó lên như là 30 lẻ mấy rồi, quá trời xăng nó lên giá, xăng lên cái dòng khu này nó cũng lên theo, mấy cái dòng xe mà nó kêu là nó tiết kiệm nhiên liệu, nó hạn chế cái mức tiêu hao liệu tối đa thì người ta càng khoái, chứ mà râu đỏ nó còn mới lắm nha, chiếc này chắc điều chỉnh giá thấp hơn chiếc kia xa xa một chút, chiếc này đi nhiều hơn chiếc kia nhiều, cái này được cái màu ha, màu xám xi măng này, quay Thái nè, quay Thái 5-6 triệu giá ok đó nè, bao hồ sơ luôn, còn này chạy mới có 3.000, quá đẹp. Nói chung cái ưu điểm của xe thế hệ mới bây giờ thì nó cũng ít ăn xăng, hầu như là nó nằm cái hệ phun xăng điện tử hết rồi đó, ăn xăng quá thì là bây giờ người ta rất là ngại, nhưng mà đối với anh em mua mà sưu tầm thì người ta không có quan trọng đâu, bây giờ xăng lên 50.000 lít ta vẫn chơi thôi, tại vì chị em biết sao không, những khi nói anh em không tin mấy chả mua đậu không mà đó, đậu dòm chơi nó cũng lâu lâu cũng có chạy mà thỉnh thoảng thôi. 2 con AB 209 nha, có clip rồi, còn bên em bán 37 triệu giá tốt lắm nha em, xe này chưa đăng ký, chưa đăng ký. Xe này em biết sao không, nó nằm ở diện may mắn đó, là người ta trúng, ta mua thuốc bảo vệ thực vật á anh em, nó trúng thưởng á, trúng là cá lô đó, phép mua xong rồi phép để cho gia đình xài nhiều, để cho ông già ruột mấy chú bác vòng vòng đó, rồi còn lại chiếc đưa cho ông già chiếc màu đỏ cho ông chạy, ông chạy chiếc Suzuki GZ 150 này kia thấy nặng quá, lớn tuổi rồi
sống mấy tuổi? Để cái này cho nó nhẹ. À, giá thì dính yên chân vậy nè, để anh em khỏi hỏi. Rồi lại đằng kia bắt người ta ăn trường, đằng kia nó quay giá, nó ghi giá đầy đủ em review tiếp vậy nè. Rồi đằng kho 2 này nha anh em ơi. Giá ghi rõ cho đi anh em ha, rất là rõ rồi. Gờ dách của ông lão mà kỹ lắm, thì em xài tới giờ chắc không tì vết. Con này gai đơ, lốc máy đâu còn mấy tinh nha, phải không? Đi đường xa ổng khích lắm, chạy đường xa đi nó êm đầm dữ lắm, lái nó nhẹ tay, nó không có mỏi tay đâu. Tại cái ghi đồng nó cao quá nè. Cái xe cũ này nè, cái giá cả nó cũng dao động theo thời gian nha em. Giống như cái xe này lúc trước em bán tầm 3 ngoài, mà bây giờ không có giá đó nữa nha. Mình phải điều chỉnh theo thời gian, điều chỉnh theo thị trường nha anh em. Tại vì anh biết sao, những cái xe nào mà nó bỏ mẫu á, ta thích mua không có đó, thành ra rồi bắt đầu là xe cũ nó cũng lên theo. Mà mình cũng phải cũng vậy thôi. Tại vì mới sau mình bán rẻ quá cái mình không mua không được xe đó, nó ngợp giá mua không được xe. Pha cộng sang rồi. Hẹt có 17 năm rồi nè. Nói chung mình dù mình lớn anh em, mình lịch sự thì mình cứ xem thôi, cái nào mà phù hợp với mình vừa ý mình thì mình mua, còn nào không được thì mình cứ lướt qua thôi. Chứ nhiều khi em thấy các bạn trẻ, em biết là không có lớn tuổi đâu, cứ bình luận lung tung vô. Tại vì đối với hắn á, mấy cái xe mà cổ vụ quen trên 10 thái hay tam lửa, mấy cái xe đời đó mấy chục triệu vài chục nó đâu chấp nhận được nó. Tại vì xe mới nó gãy gầy à, lúc mới mua Alpha để 13 năm 12 năm vậy thôi đó, giờ bán 19 20 thì nó đâu chấp nhận được, tại không có hiểu. Cái thị trường nhiều khi mình đâu có nói nổi. Ví dụ mấy chiếc ẹt nè, mua cũng bốn mấy rồi, giờ bán mười mấy triệu nè, mà anh em xài đi, nó cũng bền trâu bò chứ nó đâu có vừa, đâu có dặn dở đâu. Em xài biết là hư nó chạy khi chán thôi, chạy mà đổ xăng đổ nhớt nè, đổ nước mát thì chạy hoài. Sợ mình hư chiếc nó,
có một cái là cái thị trường mặt bằng chung mình phải theo thôi chứ mình đâu có làm khác được anh em. Bởi trong cái kinh doanh này gì nắm bắt được hay không nắm bắt này nó gì anh khai vàng nha nè. Nhà biển Cần Thơ. Này tem này 2011. Này mười mấy triệu anh em. Mới về em chưa có nhớ giá. Thằng này đó cũng bốn mấy triệu nè. Thằng này cũng đâu rẻ đâu, hai mấy triệu. Giờ 7 8 triệu bạc. Anh em coi xe nào được thì alo dân sang trường nha anh em. Anh em cứ gọi anh em không phải ngại đâu. Giờ anh tránh là buộc phải nghe điện thoại hết. Nghe điện thoại cho anh em nè, tiếp anh em để là mới bán được xe nó mới có doanh thu, mới có hoa hồng chứ lương cứng của hai nó đâu được nhiều đâu. Nó nhờ cái doanh số bán xe cho anh em thôi. Ở đây em tính toán hết rồi cho tụi nó rồi. Chứ anh em đừng có ngại. Không gì phải ngại chứ. Thuận mua vừa bán. Có đâu ngại. Này Tina, Honda Tina. AB này 2010 lên đèn Thái luôn rồi nha, có 19 năm mà. Mấy này mùa mưa đi thì ngon. Lâu năm 15. Này 8 triệu rưỡi. Châm lửa nha, châm lửa 7 số. 14 triệu cho anh em về cài bừa. Còn chiếc xì bò một căn thì em rút hồ sơ về tên bà xã để dọn để đi. Giờ quải xì bò quá, giấy tờ nó phức tạp quá. Này cúp 78 nha anh em. 5 triệu rưỡi anh em ơi. Xe này nhìn cái hình nó có đó. Về đi cà phê chơi ha, chạy cọc cạch cà phê chơi. Chạy quay Trung Quốc thì giờ nhiêu rồi. Đó. Mình mua xe này về mình cũng là trải nghiệm đồ cổ này kia đâu. Cái thời năm 78 này kia đâu ha. Xe này cốc đạp nó hàng. Bãi cốc đạp nó hồi xưa mình còn sợ chứ bây giờ chạy nhỏ vậy đó mày. Bây giờ không có gì làm khó được á. Hồi đó nó thiếu thốn. Đồ đạc phụ tùng phụ kiện cả cái thầy thợ. Còn bây giờ ôi. Anh em thấy không? Ốc tán bây giờ mình đâu có gian găng đâu có mà đóng sơ mi gì như hồi xưa nữa đâu. Đừng nó mà xài mà hư hơi cũ cũ là nó vứt bỏ. Thấy không? Ghê ghê. Hồi đó thôi gian đi gian lại gian tới gian lui. Ruột cái này giá tới ung thư tới phì. Bơm nổ bóc bóc. Ốc cái này để lon lon để dành ốc số 10 số 8 vậy đó để dành xài. Còn bây giờ dục lỗ ngọc. Đây xe nào thì liên hệ anh em ơi. Cứ cầm điện thoại lên rồi điện thoại cho nhân viên tư vấn và chốt xe bên em nha anh em. Trường 0961 374 375. Sang là 032 55 55 330. Anh em cứ liên hệ gọi trực tiếp có cả Zalo luôn nha anh em. Rồi sang trường sẽ tư vấn cho anh em, rồi là chụp hình gì đó gửi cho anh em cần cái nào thì cứ báo bên nhân viên bên em nhé. Rồi phép xin cảm ơn. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Bye bye.